Nếu các bạn muốn mua nick PUBG Mobile nạp UC giá rẻ, uy tín, chất lượng thì có thể ghé thăm vi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hai team anh ơi. Hai team. Đúng lắm. Hôm nay mình sẽ làm clip với cả anh Tuấn HC review qua cho mọi người xem cái bộ trang phục cowboy miền Viễn Tây và bộ trang phục cảnh sát miền Viễn Đông. Trời ơi, khẩu M4 ngon quá mà không kịp đấy anh em ạ. Cái bộ đồ này thực ra là mình mượn của anh Tuấn HC lấy vào trong phòng chờ ấy. Ở trong phòng chờ thì anh ấy cho mượn. Mình không có quay cái hòm đồ cao cấp nên chưa có cái thằng này. Súng đây rồi, súng đây rồi, súng đây rồi. Có khẩu súng bắn tỉa đây rồi. Đây rồi em ơi. Ui giời ơi. Gạt đã, ok xong rồi. Xong em gạt được một đứa rồi. Trời ơi. Thế sạch đạn à, ra đây em cho tí này. Anh bắn một thằng hết 60 viên đạn em ạ. Vai cả so một thằng 60 viên đạn. Nó trên nhà anh ơi. Đợi em tí em thay đạn á. Ok xong rồi. Con này. Ôi ơi. Gọi đi anh. Ăn nó ơi. Phi nó ơi. Bên kia bắn nhau mà cứ tưởng ở bên cạnh ạ. Sợ thật. Này ơi đạn. Trời đất ơi. Không kịp ngồi xuống. Cứu em. Em chỉ sợ nó tương bom thôi. Mày quá là không có bom anh em ạ. Đợi em tí anh ơi, kê cho em đi. Thay đạn quá. Sắp xong rồi. Anh ơi. Ok. Bên kia đang bắn nhau kìa. Có xe trước mặt anh ơi, cái xe đằng này này. Xe chỗ đằng nhà máy. Nhanh. Ôi, hay quá em gai được thằng này. Em cay hết được không? Em cay được rồi, cay vô mạng rồi. Đây. Còn mấy thằng đấy. Ui đằng kìa. Đứng phô anh ơi, đứng phô. Cố lên. Ui rồi xong cứ đi tìm đấy. Xong rồi cứ đi tìm đấy rồi. Đẩy. Để nhà máy nghe. Chỗ nhà máy. Ok. Nó bắt đầu chạy xe rồi. Nhanh kịp anh ơi. Kịp, anh nghĩ là kịp. Nhanh thì may ra kịp. Ui dồi ôi, không kịp rồi, mẹ đi nhanh quá. Một thêm một tẹo đó thôi. Cay nhờ. Nó bị mắc lại rồi. Đây này, nó chạy lên rừng rồi anh ơi. Phá con này không? Đây, con này. Để xem nào. Đây. Ui. Đẹp không? Đẹp. Đẹp phải trưởng. Chất vãi rồi luôn đấy. Nhìn đẹp nhờ. Có khi nó có đẹp hơn mấy con xe nâng cấp UAZ Godzilla. Em thấy nó còn đẹp hơn cái con UAZ nâng cấp tím của anh ấy. Đẹp thật đấy. Anh ấy ở đi rồi em ạ. May ra. Con sợ nó chạy té khói rồi. Hình như có xe anh ấy. Hình như có xe kìa. Đúng rồi, có một sedan kìa. Sedan trước mặt này. Đúng rồi. Trời ơi. Hết đạn. Đằng này. May này, ui mày quá. Đằng chết rồi. May chết rồi. Ui giời đất ơi. Không phải mấy cái thằng đi xe trắng lại đâu anh ạ. Không phải. Đúng rồi. Phi xuống vực rồi anh ơi. Kìa, trong mặt kìa. Nó dừng ở đấy. Ôi, sao lại dừng ở đấy? Nó dừng. Nó vẫn ngồi trên xe luôn này. Ồ, bắn như thế thôi. Nó dừng, nó không chơi anh em ạ. Tên đạn. Qua đèn. Anh ơi. Nhưng mà hơi bị cay đấy. Bắn cho yếu lắm rồi. Ông xuống, ông nhảy xuống, ông bắn của mình. Cái tội này tội không được. Đấy, người ta gọi là két bạn anh em ạ. Thôi, nó khẽ thôi. Ông lại dỗi. Tí về gạ đều hay nhào bắn cho nổ xe trông chết luôn. Em bơm đầy đủ rồi. Okay. Bơm cho nổ xe trông chết tươi luôn. Đấy, đỡ phải cái mạng của mình. Xuân, anh xuống ăn đi. Em full bộ bao rồi. Ok. Ui ốp em ơi. Vãi xóm. Ngồi lên. Mời. Xe cô nhận là cái xe đẹp thật đấy nhỉ. Có khi mình cũng phải mở cái hòm này cũng lên. Ô có cái gì chứ mà thử anh ơi. Ê. Ôi rồi ôi, tớ xin hai mạng ngon lành cành đào.
Ngon quá, thử xin nhá. Thêm một em nữa là rồi xong anh ơi. Ui ôi, trong nhà này này. Này thì vít vì tớ là một thằng chạy trong nhà rồi anh ơi. Chạy, nó chạy, nó chạy, nó chạy. Hay quá, cứ lên team này rồi. Đó. Nhưng mấy thằng trong này đang bắn nhau với cả mấy thằng ở trong ở ngoài tảng đá sao ấy. Cũng có đấy. Chắc chắn cái thằng anh em đâu ở ngoài này. Ra xem có gì không? Không có cái gì nhỉ? Ui, bom ấy. Ơ, có thằng ném bom em anh ơi, nó bên này này. Ok em ơi, ok. Nó bên này này, nó vừa ném bom em xong. Ây à, nó bom ghê vậy. Hình như là chỗ bờ rào sao ấy. Đây này, bờ đây, rào có này. Tiếng rồi, có tiếng rồi. Bờ rào lên này. Anh biết. Đây rồi, chạy này. Rồi, nó một anh ơi, còn một thằng nữa là mày này. Ui, ui, hết đạn. Ui giời ơi, mày quá. Anh em bắn nó yếu như thế rồi mày cũng ăn đi. Anh xế lỗi, sao mà anh em ai ăn mà trả được. Đúng rồi, em đang thiếu kin. Mít cái mạng đấy là cuồn đấy. Đấy, đây. Ui, có xe bên trái anh ơi. Xe này, ui chả nhìn thấy cái gì luôn. Chạy rồi, nó chạy luôn rồi anh ơi. Chạy, mình chạy ăn kịp. Ôi, đang định bảo vệ cái xe này cho tới cuối bo mà chắc là không được rồi. Có xe, ở đâu? Có xe qua cầu, ok. Qua cầu thì nó lên. Đây rồi anh ơi, dưới này này. Đây anh ơi. Ui. Hai thằng ui, hai xe anh em ạ. Trời ơi, lúc đi, trời ơi. Tiệm nó thôi. Ui, mình bắn tuèm nó như thế rồi mà tại sao lại không chết tí. Ồ. Còn thế anh ơi, anh sơ 4 mạng team này đấy. Anh sơ 4 mạng đấy. Anh á? Ừ. 4 mạng mà. Anh ăn 3, em ăn 1. Đâu, em ăn được kin nào đâu, vẫn 11 kin đấy. Ai, chết thì thằng này nó nhảy chết rồi. Để. Ôi. Giờ đi kiếm xe mới khổ này. Ôi. Ê người. Trái kìa, đằng sau kìa. Nhanh anh kịp, tao đang chạy giữa đồng kìa. Chạy phô luôn. Anh nhìn chưa? Đây này. Không chưa nhìn thấy ở đây này. Watch out. Nhìn thấy chưa? Đây đứng rồi, đứng. Không nhìn thấy à? Ôi giời, đỡ quả xe được đấy. Ui rồi lỗ quả xe thật là vãi trưởng ạ. Lên xe, lên xe em đèo luôn. Đi. Em đi thôi đi, em đi. Ok. Không biết là có người không ta. Nó đang bắn nhau trên này này. Vòng vào nhà kho anh ạ. Ok, vòng vào nhà kho nhá. Vòng hẳn vào nhà kho. Ui, ông này nó đã nhảy xuống bao giờ vậy? Ok anh đợi em tí thôi. Ok đợi em tí. Đây à? Rồi tớ xin mạng này. Nó tương nết vào anh ơi, ở ngoài tương nết vào này. Nghe đồ bên kia kìa. Ném đi. Sao mình sẽ chạy ra ngoài này vậy, xong rồi tương bom luôn. Tương bom lại rồi. Anh em đớp 2 kill chúng con đấy. Ồ, có thằng đang chạy ở phía đằng xa này. Tớ xin một mạng đã. Việt Nam anh em ơi. Ôi, nó xuống xe rồi, thế thì thôi, tớ xin nhá, tương bom thôi. Tương bom thần trưởng. Em đang con bom này, ngay sau cái thùng gỗ này. Ôi, như thế sao không lấp nhở? Vớ vẩn vậy. Trời, nó cái mạng của mình rồi sao? Nó cái mạng của em rồi sao anh ơi? Còn đấy em. Ok, ok. Đây nè, có thằng của nó đây này. À, lúc sau có cây anh này. Mày chết. Ôi giời ơi, hết đạn anh em ơi. Đèn T. Này thì cậu đứng đấy thì cậu xác định chết với tớ rồi. Ok. Có thằng này. Một team lấy xe đi rồi em ạ. Đúng rồi, thằng đồng đội nó lấy xe bỏ đi. À, dưới nó đi xe dưới anh ơi. Đây đấy. Anh nhìn nó rồi. Ok. À quên với mọi người,
Thực ra là cái mũ của cái bộ trang phục của mình thì ông Tuấn ông đang đội, bởi vì ông bảo là cái mũ đấy đẹp nên ông không cho mượn. Thế nó mới kỳ bò kẻ sỉ. Cày thiếu biết. Trận sau, có gì trận sau thì mình sẽ đội cái mũ đấy với cả bộ cảnh sát rồi. Đều thiếu biết. Xuống đi anh ơi. Đâu rồi ta? Không thấy cái gì vậy? À có thằng trên đồi anh ơi. Đây này. Rồi xong rồi. 15 kin rồi. Còn một thằng nữa thôi. Còn một thằng nữa thôi, quá ngon. Ủi dễ thế. Thế còn một thằng nẻ nữa thôi. Đấy, xong rồi. Ui giời ơi. Anh em quẩy sớm nhở? Quẩy sớm thôi. Dễ quá. Ui giời ơi. Không ăn thua. Ui giời ơi. Trận này bắn nhiều như thế mà được có tí mạng. 18 kin. Ui. Tại anh em ơi. 18 kin được 1.500 này. Mình 15 kin được tận 2.200. À. Này nhá.